nha. Rồi, chào cả nhà nha. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mơ này, em ở Quảng Ngãi. Đấy, em là bị viêm ruột tuyến rộng đó nha, viêm ruột tuyến rộng. À, bị chắc cũng phải là 5-6 năm, sợ hơn luôn ấy. Đó, nhưng mà quá trình sinh đẻ thì mình không có điều trị dứt điểm được. Thời kỳ đó là chỉ cần chỉ điều trị cái bên thuốc tai thôi cả nhà. Đó, thì thường xuyên phải đi khám thuốc tai rất là nhiều lần, mà mỗi lần đi khám tốn tiền rất là nhiều. Đấy, là bác sĩ cũng phải bảo em là phải đi đốt luôn rồi ấy. Nhưng mà em sau khi biết được cái sản phẩm Trần Nguyên Quyền này, em không đốt. Em vẫn đi khám vì bác sĩ của em đốt nha, em không đốt vì em dùng một lọ đầu tiên ấy. Thì em cũng thấy nó cải thiện, bắt đầu em ngưng một thời gian sau em đạt tiếp hơi hộp, là tổng cộng 3 hộp nha. Mà hộp thứ ba em đạt mới có 3 viên. Đó là tổng cộng là em đạt hơi lần như vậy là được 13 viên. Đấy, 13 viên. Thì em ra em khám lại, em siêu âm đầu dò rồi là cái kết quả mà viêm ruột tuyến em nó đã thấy nha. Nó đã cải thiện luôn, tốn 10% cả nha. À, lúc trước là cái tình trạng mà phụ khoa của em nó rất là nặng luôn, nó có gọi là cái kinh nguyệt của mình ấy nó ra không được đều, kinh vón cục ấy, rồi cái chất tráng của mình nó ra chất nhầy cái nha, dịch gọi là máu tráng rồi ấy, gọi là viêm mủ của mình nó ra cái sợ sợ luôn, rất là gọi là nó rất là hôi, rất là hôi, là khó chịu, nói chung là cảm thấy người mình lúc nào cũng ướt ót ấy. À, nhưng mà sau khi dùng cái này thì cả nhà em thấy rất là tuyệt vời luôn, cảm thấy con người mình rất là khỏe nha.